Các loại bằng cấp, chứng chỉ giáo viên trung học phổ thông nhất định phải có đối với giáo viên cấp trung học phổ thông theo Thông tư 04/2021, Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Giáo viên trung học phổ thông phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ sau. Giáo viên hạng 3 có bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông, có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 3. Giáo viên mới được tuyển dụng thì phải có chứng chỉ trong 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng. Giáo viên hạng 2 có bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông, có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 2. Giáo viên hạng 1 có bằng thạc sĩ trở lên ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành phù hợp, hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 1.